Hiện tại là Quy đang có mặt tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, và Quy đang kêu bán một cái lô đất là ngang 4, dài 30, thổ cư 100% và đất đã có sổ hồng riêng tại một cái mặt tiền đường. Mặt đường này thì cách huyện lộ 16C khoảng chừng 60 mét thôi, rất là gần. Và trước đất là một cái cánh đồng lúa rất là đặc trưng của miền Tây. Đó, cái tuyến đường này đã có lâu rồi, và các bạn thấy thì lác đác xung quanh đây thì đều có nhà của người dân sinh sống từ rất là lâu. Phía sau những cái hàng cây đó đều là nhà của người dân hết ha. Dạ. Cái miếng đất này thì cái giá bán rất là bình dân. Giá bán là 270 triệu, và bạn chỉ cần trả trước 30%, tương đương với 80 triệu thì mình đã sở hữu được lô đất này rồi. Dạ. Thì bên Quy có liên kết với ngân hàng để hỗ trợ cho vay 70%. Dạ. Pháp lý rất là rõ ràng. Dạ. Thời gian vay là lên tới 20 năm, lãi suất là 1% một tháng, và bạn có thể trả trước hạn bất cứ lúc nào, mình có nguồn vốn dư ha. Dạ. Tức là lịch trả nợ được chia trong vòng 20 năm, nhưng mà mình có thể nhiều khi có những bạn trả trong vòng có 2-3 năm là đã xong rồi. Đó. Mình để cái lịch trả nợ dài 15-20 năm để mình không bị áp lực, mà mình chủ động trong việc mình trả cái nguồn vốn mình vô ha. Dạ. Các bạn khi mà đi tới đây là một cái xe chuyên lấy rác của tuyến đường này. Các bạn chạy tới ngay chỗ cổng chào, nó ghi xã nông thôn mới Long Vĩnh nè. Cái bên nó có cái tuyến đường qua kiểu mẫu, đường này trồng qua nhiều dữ lắm. Dạ. Thì nó sẽ có một cái đường bê tông, mình đi vô tầm khoảng chừng 50-60 thước thôi là tới đất rồi. Cái đường này thì độ rộng tầm khoảng 2 mét, phù hợp để xe máy di chuyển ha. À, đây. Đường này xe hơi chạy cũng nhiều. Còn đây là cái sổ hồng của lô đất, các bạn thấy đất đã có sổ hồng riêng rất là rõ ràng. Quy sẽ đó, các bạn sẽ thấy miếng đất này là thửa 726, tổng diện tích là 126,7 mét vuông, đất ở tại nông thôn ha. Và sổ này cũng mới vừa được cấp thôi, ngày 26 tháng 8 2022, thì cũng vừa mới nhận trong phòng tài nguyên khoảng chừng 3-4 ngày trở lại đây thôi. Và phần bên đây thì thể hiện là đầu đuôi vuông vức là 4 mét luôn ha. Và đất đã có đường đi rất là rõ ràng đó. Đất trên sổ hồng thì phải thể hiện có đường đi mới được đó. Sổ đó, Huy đang cầm trên tay cuốn sổ luôn ha.